Chào tất cả mọi người đó. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mình ở California. Yeah. Hôm nay bé Sù sẽ làm bánh nha mọi người ơi. Tối nay là đêm giao thừa. Giao thừa ở nhà. Năm nay không ra ngoài xem pháo hoa nữa. Ở nhà bé Sù sẽ làm bánh cả nhà ăn nha. Ây Ok. Làm bánh hết sức là đơn giản luôn. Mình đã mua một gói bánh có sẵn như vậy nè mọi người. Mình chỉ cần làm theo hướng dẫn đổ dầu với trứng vô là mình bắt được. Ok, con mở ra đi con. Bánh sô cô la. Bé Sù mở ra. Con mở ra được không? Yeah. Mở ra trong đó có một cái bịch bột, có đường sẵn trong đó rồi nha mọi người nha. Yeah, mình không cần thêm đường nữa. Rồi con mở ra được không? Cái xô đổ vô cho mẹ đi. Sù giỏi quá. Rồi con bỏ thùng rác cho mẹ đi Sù. Còn miếng nữa, giữ xuống hết luôn. Yeah, rồi bỏ thùng rác cho mẹ đi. Con bỏ thùng rác cho mẹ đi. Giỏi. Ok, bây giờ cái gì tiếp theo nè? Tiếp theo là trứng luôn á. Tiếp theo mình sẽ cho ba cái trứng nha. Rồi bé Sô đập trứng bỏ vô đi con. Ba cái trứng. Hay quá trời ơi. Con ai mà đập trứng điêu luyện dữ vậy ta. Wow. Ý, sao con bỏ được cái vỏ trong đó vậy? Đúng rồi, lụm ra. Một cái nữa. Sao làm gì đó? Ê, con đừng có bỏ trứng vô trong đó con. Bỏ trứng vô dĩa. À hả, đúng. Giỏi quá. Con đập nữa. Đập thêm miếng nữa. Hay quá. Yeah, hay quá Sù ơi. Đập trứng mà cái mặt nó căng thẳng vậy không? Cái mặt con căng dữ vậy Sù. Rồi xong, ba quả trứng. Ta-da! Ok, tiếp theo là mình sẽ cho 1 phần 3 cup. Cái này là 1 phần 3 cup dầu ăn nha mọi người nha. Cho dầu ăn vô. Nhà Duyên không có dầu rau cải, Duyên dùng dầu ô liu nha. Và 1 cup nước. Đổ vô con, đổ vô. Cẩn thận nha. Cẩn thận, giỏi quá. Yeah. Vậy là xong rồi đó mọi người ơi. Bây giờ mình chỉ quậy lên thôi nha. Ok, bây giờ là mình đã đánh xong bột rồi nha. Đánh xong mọi thứ đâu hòa quyện rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho vào khung để mình nướng nha mọi người. Ta-da! Mình sẽ nướng trong cái khung này nha. Bây giờ mình sẽ lót giấy nướng parchment paper. Ok, bây giờ mình đã lót cái xịt giấy nướng xong rồi mình sẽ cho bột vào nha. Bé Sù hay mommy. Nè con đổ vô. Đổ vô. Cái gì? Wow. Yeah. Ok, bây giờ cái lò nướng đã nóng 350 độ F rồi nha mọi người. Mình sẽ bỏ vô nướng trong vòng 30 phút nha. Ta-da. Nóng nóng con, để mami bỏ vô cho. Dạ, xong, để lại. Yeah. Nấu, cái đó là bếp ga mà con không cần dặn. Ok, giờ mình đợi 30 phút nha. Yeah. Yeah.
Here the cake is finished after 30 minutes. 30 phút rồi, bây giờ mình mở cái bánh ra nha. Bây giờ con kéo cái con mở cái miếng giấy này nè. Từ từ thôi con. À! Con mở ra. Cake. Ta-da. Ew, ugly. So that's ugly cake. Who made ugly cake? Mommy did it. Mommy did it, is that you? Chuyên hỏi ai làm cái bánh xấu thì nó đã đổi thường mommy làm. Không phải nó làm xấu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt ra làm hai để mình cho kem vô chính giữa nha. Con nói cái gì mà nhiều quá vậy? Dạ nó muốn cho cái sprinkle nó lên trên trên mặt. Chút xíu nữa nha con. Wait, okay? Okay, bây giờ mình sẽ cắt ra làm hai rồi mình cho kem vô chính giữa nha. Ok, bây giờ sau khi cắt nó làm hai thì nó bể tan nát như vậy nha mọi người. Mình cắt xong rồi nó bể như vậy nha. Sau khi nó bể xong rồi thì mình sẽ cho kem chính giữa nha mọi người. Bây giờ kem Duyên đã bỏ trong một cái dĩa cỡ cái kích thước của cái bánh. Duyên bỏ trong tủ đông cũng được 10 phút rồi. Bây giờ Duyên sẽ cho kem này lên trên mặt. Xong rồi Duyên ập lại nha. Ok, sau khi mình bỏ kem lên trên mặt thì nó sẽ thấy gớm như vậy nha mọi người nha. Nhìn thấy gớm không? Mọi góc, mọi cạnh lên thì thấy gớm nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đẩy cái lớp ở phía trên lên, ok? Một. Mình sẽ ập lên nha mọi người. Một, hai, ba. Ta-da. Ok, sau khi ập cái lớp phía trên lên thì nó sẽ thấy gớm hơn như vậy nha mọi người. Ok, bây giờ con rắc lên. Rắc lên, mở ra. Con mở ra, con rắc sprinkle lên. Chocolate sprinkle. Wow, more. Okay. Nữa không? Cho nữa. Con đắp đây nữa nè. Yeah. Yummy. Yummy. Alright, thank you. That's enough. Đủ rồi. Trời ơi, đủ rồi. Ta-da. Ok, và đây là thành phẩm bánh chocolate kem với sprinkle của baby. Thank you, Brian. Trời ơi, bộ vô nó cảm ơn nó, nhưng nó cũng không có chi nữa. Đẹp không? Đẹp quá. Đẹp quá hả? Con lại ngồi xuống nói với mẹ đi. Chị hỏi nó đẹp không? Nó đẹp quá kìa, trời ơi, gớm chưa? Người thấy gớm chưa? Nhưng mà ngon cực kỳ nha mọi người nha, ngon lắm. Hey, vô duyên, cha vô duyên, tôi đang quay lên tự nhiên tắt đèn. Ok, you wanna blow a candle? Yeah. Ok, let's blow the candle and cut the cake, okay? See? Yeah, bây giờ nhân dịp năm mới thì bé Sù sẽ ngẫu hứng hát tặng mọi người bài chúc mừng sinh nhật. Cái gì vậy con? Trời ơi, vậy chưa? Bắt đầu đi tắt đèn, tắt đèn đi. Ghê chưa? Đúng không khí ghê chưa? Ok, con ngồi xuống con hát cho mẹ đi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Dear mommy? Yeah. Trời. Happy birthday to you. Yeah, sinh nhật qua rồi nhưng vẫn cảm ơn bé Xu nha. Rồi con thổi đi. Thổi. Yay! Thank you. Let's eat. Yeah. Yeah, let's eat the cake. Con mở đèn lên cho mẹ đi. Con đi mở đèn lên cho mẹ đi. Phá quá đi à. Yeah, bây giờ mình sẽ cắt cái bánh này nha mọi người. Thấy nó te tua quá, con không biết cắt sao luôn. Hey. Mẹ cắt mà con. Hey, no. Nhìn nó xấu vậy nhưng mà nó ngon nha mọi người. Mọi người thấy bé Sù ăn là mọi người thấy nó ngon rồi đó. One plate please. Two plate please. Bé Sù mommy cho con nè. Ta-da. Trời ơi, nhìn cũng giống nhà hàng lắm chứ bộ. Ok, con ăn đi. Con ăn cho mommy cảm nhận đi. Cái bánh của bé Sù tự làm như thế nào nha.
Trời ơi, nó ngon. Trời ơi, nó ngon dữ dội hả con? Con ăn kem nè, con ăn kem ở chính giữa nè, ice cream chính giữa ha. Yeah. Trời ơi, nó ngon. Ý da, ngon không? Ngon quá. Ngon quá, trời ơi, nó ngon quá luôn á nha. Yeah, mình thành công rồi, Yeah, trời ơi, ôm nữa, ôm thêm nữa. I love you. I love you. Thank you, Brian. Welcome. Ai mà đẹp dữ vậy trời, vừa đẹp vừa lịch sự. Ok, con ăn đi. Nó xù giỏi quá à. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Happy New Year. Baby say Happy New Year. Happy New Year. New Year. Bà không biết nói chữ đó, trời ơi. Ngon quá đi. Ngon quá. Ok, bye bye mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Ê, ngon quá đi. Let's eat. Thank you. Mommy! Come on, come here. Cheers! Happy New Year! Hey, drink. Yay! Baby cheers! Yay! COVID 2021! Happy New Year!